Chào mừng các bác và anh em, Hành Nguyên đang test bộ hát và nghe nhạc cho bác lại ở Gia Lộc. Thì bộ này, Hành Nguyên dùng một đôi loa Mỹ đến thương hiệu Community 340 Tepsi. Một cụ đẩy bãi mặt vàng là A400 chạy sò LG Cup của Mỹ bãi nhá. Một chiếc vàng Motivity H570 và chất lượng tiếng phê loại. Bộ này hát rất hay mà nhá. Còn ai đón ai đưa, mới hôm nào mơ ước chuyện châu cao. Mới tinh nhà hàng bốc số phát nè, đẩy vãi, lo vãi. Đang kết hoa đèn màu, anh nhìn sang nghe lòng mình nao nao. Đường tình xưa mình anh dưới cơn. Đó, ok mọi nhá. Thì đây là vôn nhỏ nhạc này. Đây là nhảy lại nhiều của mic này. Đây là nhỏ mic, mic em để là 28. Nếu anh hát anh phải tăng lên 30 hoặc hơn một chút, để đến 12 giờ mọi nhá. Nghe nhạc cho bé cũng được tùy bác. Đấy, cho bé này phải lưng mạnh cái vôn này lên 12 nhá. Còn lưng tiếng 1, 2, 3, 3 kênh, 1 kênh, 2 kênh, 3 kênh. Cái này đánh bên này, cái này đánh loa này. Thì đây là tép này, hai mic là tép. Anh biết là tép, low mid là bát với nhau này, bát này. Đấy, bác muốn nhiều bát thì tăng lên, ít bát giảm đi. Tép ít là nhiều, tăng lên, giảm đi. Đấy, đã tăng được phải giảm đúng không? Đấy, đây này. Tép này, bát này, nút này giữ nguyên. Đây lời ít, nút này lời ít này, lời nhiều. Lời ca sĩ ấy, to nhỏ nhạc này. Hay lắm. Dòng này nghe cái bác học đó nhá, không bạo lực không được nhưng mà hát ok hay lắm, ngọt đi. Rất hay. Để có bác like rất lọc nhá. Ok, xong. Tắt thì bác nhớ nhá, không còn linh quần nhá. Cái này tắt được à, cái này ấn vào tắt vào nhá, tắt. Xong bảo bác, tức là bác cắm cả ba này với một ổ điện nhá. Cả ba này với một ổ điện, có công tắc. Đấy, khi bác muốn mở lên ấy, mở lên thì bác sẽ bật công tắc cổ điện này lên, sau đó mình bật đẩy. Khi tắt thì bác tắt cái đẩy trước, máy tắt đẩy này, xong tắt công tắc cổ điện thì nó không lỗ đục mất. Xong bác bật ngược lại đấy, đẩy vào giọng rồi là nếu mà mở lên đấy bật sau cùng, còn khi mà tắt đi đẩy đầu tiên. Em cho rất bé. Ok nhé, rất đẹp. Bên nhà em